trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Không còn những yêu thương sống ở đâu.
ngày sau đây sẽ là một bài hát được mang tên Rời Bỏ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chân ai đừng vội đi, vì yêu là cho vào
Voi, Bản Gôn và Hương Trang. Wow. Xin chào mọi người ạ. Một nhân vật mà cả mùa 1 và mùa 2 của chúng tôi đều được nhắc tên rất nhiều, đó chính là ca sĩ Hương Trang ạ. Xin chào anh. Chào Trang, lâu quá rồi không Huy gặp lại em. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ? Anh rất khỏe và hôm nay em rất đẹp. Lâu lắm rồi mới gặp lại em và hôm nay phải nói là không những tất cả những anh chị em đồng nghiệp mà đặc biệt là khán giả yêu mến tiếng hát của em tại Việt Nam thì đây là lần đầu tiên được gặp lại Hương Tràm sau rất nhiều năm. Cho anh hỏi là vì sao Hương Tràm lại chọn The Masked Singer là nơi xuất hiện trở lại? Em có nhớ mọi người lắm không? Bây giờ một từ nhớ sẽ không có thể diễn tả nổi cảm giác của em ngày hôm nay. Mọi người khỏe không ạ? Câu trả lời của mọi người cũng rất là bình thường giống như bao ngày, nhưng mà ngày hôm nay đối với em nó rất là khác thường. Yeah. Em thưa anh, câu trả lời của em rất đơn giản thôi. Bởi vì The Masked Singer là chương trình đã chiếm trọn tình cảm của tất cả khán giả trong 2 năm và Tràm là khán giả cuồng nhiệt nhất của The Masked Singer. Và không có một cái số nào mà khán giả không đoán là em hết. Dù là rất là nhiều mascot đã xuất hiện mà lúc nào khán giả cũng mong muốn là phải gì sau cái lớp mặt nạ đó là Hương Tràm thật sự. Không biết là có bao giờ Tràm nghĩ là mình sẽ tham gia chương trình này không nhỉ? Tràm muốn lắm nhưng bây giờ Tràm lộ hết mặt bây giờ thì có được tham gia nữa không anh? Được chứ ạ. Chúng ta được biết một phiên bản Hương Tràm hiện tại đúng không? Nhưng mà vào nhân vật thì chắc chắn là sẽ hóa thân nè, tính cách nè, giọng ca cũng sẽ có sự biến đổi nữa. Hy vọng rằng mùa 3 chẳng hạn, chúng tôi có được một vinh dự có sự góp mặt của Hương Tràm. Maybe. Dạ, Tràm có yêu tiếng hát của bạn Voi không? Có xem bạn Voi dị thi không? Đặc biệt tuyệt vời Voi ơi. Chàng chỉ muốn nói với Voi là cái này bọn em cũng không có thời gian để nói luôn, tại vì thời gian tập rất là nhiều. Voi sinh ra đã có giọng hát hay, và thời gian và trải nghiệm nhiều nữa Voi sẽ càng ngày càng hát hay hơn nữa. Chàng chỉ chúc rằng Voi sẽ luôn luôn giữ cân bằng và sẽ luôn chiếm được tình cảm của quý vị khán giả trong cuộc thi cũng như thế, và sau cuộc thi càng như thế, càng nhiều hơn nữa được không ạ? Cảm ơn sự kết hợp của Voi Bản Đôn và Hương Tràm. Cảm ơn Hương Tràm rất là nhiều khi ngày hôm nay đã song ca cùng với Voi Bản Đôn trên sân khấu của The Masked Singer. Đó là một niềm vinh hạnh cực kỳ lớn của Voi. Và Voi chúc cho sự trở lại của Hương Tràm sẽ thật là rực rỡ tại Việt Nam. Mong rằng tất cả mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ Hương Tràm nhé. Voi này thế lực của anh ơi. Bây giờ Voi vào trong Voi nghỉ đi. Trước khi vào trong thì Voi cũng xin cảm ơn một lần nữa. Cảm ơn đến ngân hàng VIB cũng nhà Bia 1664 Blank đã rất là ủng hộ cho tất cả các mascot để có những cái phần thăng hoa như thế này trên sân khấu. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn Voi, chúc Voi có quảng cáo nhé. Chắc chắn là có rồi ạ. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.